Tôi đi mình không có ai khuyến khích gì hết. Bây giờ đi đông có người khuyến khích cũng đỡ. Cũng hơi còn xa. Đi tới trên kia có cái cua vẹo là tới. Cái này là có 3G rồi mà. Các bạn ăn tèm chưa? Cái nó có ăn tèm đó. Mày vô nữa. Nó thay đổi liên tục luôn. Cái này mà nó nắng mà nó lọt vô có lõm ngay cái nhà đó là đẹp. Lúc đầu này có đang mây ở trên mà nắng xuống đó rồi thôi thôi hết bài luôn. Hình như khách du lịch rồi phải. Dạ. Hình như có khách du lịch. Đập nằm sau đứa. Bữa nay thứ bảy chủ nhật à. Bữa nay thứ bảy. Đường trên núi này. Đường này nãy hình như chạy ngang đường này nè. Bây giờ mây nó phủ nó còn nó chưa có lõm rồi. Đó. Lõm nhìn đẹp. Đám ở đây, đám cái đường lên mà tụi nó chắc tụi du lịch nó lên. Đi tới đây nó bộ nó hết hơi rồi, sao nó ngực. Đúng rồi. Cái này tôi nhân viên ở đây nè. Nhân viên, đi bay. Được quen nè. Người ta đi quen, người ta đi thủng thỉnh lắm, người ta đi từ từ lắm. Ở đây là còn bên không quen cái góc nhìn từ cửa hang động Lùng Khuý. Đó, nhìn xuống dưới đây thấy cái làng, nhưng mà chút nữa chắc không phải chạy qua đây, không biết cái làng này tên kêu tên gì. Thì đây nè, đây là cái cửa động này, cửa động Lùng Khuý, cao nguyên đệ nhất động Lùng Khuý. Đây là cái cửa hàng vô nha. Ở đây thì đi tham quan cái hang này phải mua vé 50.000 một người. Không biết trẻ em tính sao, người lớn là 50.000. Đó, mình vô cửa hàng nè. Vô cửa hàng. Có khách mấy người này còn đi rồi sáng. Đó, nước nó rỉ xuống. Cái nhũ đá, cái này đá, mà gọi là nhũ đá.
đó. Nó tắm hoa rồi tự nhiên là chất thành xe, nó nhuộm nước, nó nhuộm xuống rồi nó lắng động từ từ nó tắm cái này. Ở đây thì nó có để đèn cho mình ánh sáng đỡ một chút. Có nhiều cái động người ta không có để đèn để mình nhìn không thấy. Ở đây thì mình để đèn lên ta tính tiền đó, cũng dễ hiểu thôi. Ở đây nó có đường lòng nên phải xử lý ánh sáng rồi. Cũng được, nhưng mà cái này thì Nokia 10-20 này nó quay đẹp hơn. Cái động này cũng lớn quá chứ. Cái này phải về xử lý ánh sáng lại mới được. Cứ quay vậy là về coi ánh sáng. Sáng ấy rồi, chỗ này nó không còn những nước nữa, nó sẽ ngừng phát triển. Phải có nước thì cái nhũng này nó mới phát triển, còn không có nước là nó ngừng phát triển. Như một cái tảng bự luôn. Canxi cái gì đó nó chảy rồi nó bám lại, nó mới hình thành những cái bông như thế này. Còn nếu không có nước thì nó ngưng. Cái này hình như người ta kêu măng đá, nó có cái tên khoa học đó. Mình không phải nhà khoa học, mình không biết kêu tên gì. Trời ơi, cái này là nó kêu là cái gì nữa. Nhưng mà nó như một cục kia, như cái bông cổ vô, là nó để ánh sáng, nó để ánh sáng vô cho nó đẹp. Ui, cái bông đá bự luôn.
Hương cái bông đó. Tới đây để quay cái cảnh này mà hôi mẹ mà hô con gì nó ra hết rồi. Quá trời lại bộ hỏi cái ông kia, cái ông ở dưới hỏi ông sao cũng nói gần ha, tí xíu à mà lội bộ muốn chết luôn. Mà nó leo cao như vậy không? À, leo cao như vậy. Cái này người sáng mà nhờ mà có biết rồi chắc bắt lên nổi rồi. Đi nửa đường là thấy muốn rồi. Muốn xuống rồi. Cái động này còn có một cái động nữa. Đường lên cô bé nãy thì nó nói là đẹp hơn cái này nhiều. Đường đi dễ hơn. Và mấy người nói chơi hồi giờ sáng mình đi cái chỗ này quá mệt. Nói chung thì mấy cái bông đá này ở đâu cũng như ở đó thôi, cũng giống ra nó có điều nó lớn hay là nó nhỏ thôi. Hình thù của nó thì cũng na ná nhau. Tôi có từng đi ở Hà Long, cái cung Hà Long cũng đẹp đó. Thì nói chung một mặt thì nó để đèn màu nó phải chiếu ra nhìn thấy nó đẹp, còn ở đây thì ta chỉ để đèn trắng thôi. Cái này là cái măng bá này. Măng đá có thể rằng là do sử dụng nước nhiễu xuống đó. Rồi cái những cái hóa chất nó nằm trong nước nhiễu đó rồi cộng lại từ từ qua năm tháng thì nó cái tầng cách lên nhau thì ra thành một cái cột. Có thể là vì lý do đó mà người ta kêu bằng măng đá. Tôi nói vậy chứ tôi không biết đúng không nha. Bà con có nghe lời thuyết minh này là lời thuyết minh của một người đi du lịch hơi thắc mắc vậy thôi chứ không phải của một nhà khoa học nha. À, mình nói nhau trước rồi để đây tin theo tụi quá rồi sai á. Măng đá măng gì hết, nó là cục đá. Nó vỡ ra, nó trồng lên đây vậy thôi. Có thể là nó cục đá này nó tập xuống nào ta mình không biết. Nguyên cục đá nè. Ở đây thì hang động rồi nhiều. Đá voi mà. Núi đá voi thì hang động nhiều. Đi các nơi hình như là chỗ nào cũng có. Thank you.
chiều mình nghỉ. Ngồi chiều có một rồi. Thì có cái này cũng đẹp.